Thi Thiên 51 Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi. Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi thanh linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho si ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dân trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Chương 23. Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania, biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người. Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp Mà lại không kể luật pháp Biểu người đánh tôi Những kẻ đứng đó nói rằng Ngươi nhiếc mắt thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao Paolo trả lời rằng Hỏi anh em Tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm Vì có chép rằng Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình Paolo biết trong bọn họ Phần thì người Saduce Phần thì người Farisi bèn kêu lên trước tòa công luận rằng hỏi anh em tôi là người Pharisee, -si, con của dòng Pharisee. -si. ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu sự đoán người vừa nói xong như vậy thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pharisee -si với người sadduce và hội đồng chia phe ra vì chân người sadduce quyết rằng không có sự sống lại cũng không có thiên sứ thần chi hết còn người pha -si lại nhận cả hai điều tin ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng pha -si đứng dậy cãi lẽ cùng kẻ khác rằng chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e pha bị chúng phân thây chăng nên truyền quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, Hãy dục lòng mạnh mẽ. Ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Đến sáng, người Juda họp đảng lập mưu mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phaolô. Có hơn 40 người đã lập mưu đó họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phaolô. Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa. Còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi. Nhưng có con trai của chị Phaolô biết được mưu gian ấy đến nơi đồn và nói trước cho Phaolô. Lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: "Hãy đem gã trai trẻ này đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin." Vậy, đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ và thưa rằng: "Tin từ Lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ này đến cùng quan, chàng có việc muốn nói." Quản cơ nắm tay người trai trẻ kéo xe ra hỏi rằng: "Ngươi có việc gì báo tin cùng ta?" Thưa rằng: "Người Judas đã định xin quan đến ngày mai." Bắc Paulo đứng trước tòa công luận như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong bọn họ lập kế hại Paulo, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người. Hiện bây giờ họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình đoạn quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng vừa giờ thứ ba đêm nay hãy sắm sẵn hai trăm quân bảy mươi lính kỵ hai trăm lính cầm giáo đặng đi đến thành cesare lại cũng phải sắm ngựa nữa để đưa pha lô vô sự đến nơi quan tổng đốc felix người lại viết cho quan đó một bức thư như sau này cơ lốt ly xia chúc bình an cho quan lớn tổng đốc felix dân juda đã bắt người này toan giết đi khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi vì đã nghe người là quốc dân Roma. Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người nên giải người đến tòa công luận. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. Xong tôi có nghe người ta tính kế hại người này nên lập tức sai người đến nơi quan và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại. Vậy quân lính đem Phaolô đi, theo như mạng lệnh mình đã lãnh, và đứng ban đêm điệu đến thành Antipatri. Sáng ngày lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. Những người này tới thành Cesare đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phaolô. Quan tổng đốc đọc thơ rồi, bèn hỏi Phaolô vốn ở tỉnh nào. Vừa biết người quê tỉnh Cilicia thì rằng, lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe người đoạn truyền giữ Phaolô lại trong nơi công đàn Herod. Chương 12. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào một người đàn bà thọ thai và sinh một con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày như trong kỳ kinh nguyệt. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 30 ngày đang khi huyết mình được sạch không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Còn nếu người sinh con gái thì sẽ bị ô uế trong hai tuần như trong kỳ kinh nguyệt, phải kiêng trong 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Khi kỳ làm mình cho thanh sạch về đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con một tuổi đặng làm của lễ thiêu và một bò câu con hoặc một cu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thì tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va, làm lễ chuộc tội cho người, sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sinh con trai hay là con gái. Còn nếu người không thể lo cho có một chiên con, thì phải bắt hai chim cu hoặc hai con bò câu con. Con này dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người, và người sẽ được sạch chương 13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô xe và A-rôn rằng, khi một người nào da trên mình nổi sưng, một lỡ hoặc một đếm trắng, giường sẽ trở thành trên da mình một vít phun, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng vít ở trên da thân người. Nếu lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít hủng xuống sâu hơn da thân mình. Ấy là một vít phun. Thầy tế lễ kháng rồi, sẽ định người này là ô uế. Còn nếu có một đếm trắng trên da thân người, đếm không sủng xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong bảy ngày. Qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kháng người. Nếu vít đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì, bảy ngày nữa qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kháng người lại. Nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là tinh sạch, ấy là một lỡ mà thôi. Người đó phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ để được định là tinh sạch, một lỡ còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ kháng cho, nếu một lỡ đã ăn lan trên da, thì phải định người là ô ế, ấy là bệnh phung vậy. Khi có một vết phung trên người nào, thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho, nếu có nỗi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng, và có một lần thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, ấy là bệnh phung thâm niên trong da của thân người. Thầy tế lễ sẽ định người là ô ế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi còn nếu phun lỡ trên da bao phủ hết da của người có vít đó từ đầu chí chân khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được thì thầy tế lễ phải kháng cho nếu phun bao phủ cùng hết thịt thì sẽ định người có vít là tinh sạch người đã hóa trắng cùng mình nên được tinh sạch vậy nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ thì người bị ô uế khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế thịt chín đỏ là ô uế ấy là bệnh phung vậy nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi hóa ra trắng thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ thầy tế lễ kháng cho và nếu vít đã trở thành trắng thì phải định người có vít là tinh sạch vì đã được tinh sạch rồi khi nào một người nào trên da thân mình có một chốc đã chữa lành và tại chỗ một chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đếm trắng hồng thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho, nếu cái đếm hủng sâu hơn da và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế Ấy là một vít phun đã lỡ trong muột chốc vậy. Còn nếu thầy tế lễ kháng, không thấy lông trắng trong chỗ đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong bảy ngày. Nếu đếm ăn lan trên da, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế ấy là một vít phun vậy. Còn nếu vít cầm cự một chỗ không ăn lan ra, ấy là thẹo của một chốc, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi người nào bị phỏng lửa trên da và dấu phỏng là một đám trắng hồng hay là trắng, thì thầy tế lễ kháng cho. Nếu trong đám lông trở thành trắng và nếu đám hủng sâu hơn da, ấy là bệnh phun lở trong một phỏng vậy. Thầy tế lễ phải định người này là ô uế, ấy là một vít phun. Còn nếu thầy tế lễ kháng, không thấy lông trắng trong đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã tái rồi, thì hãy giam người này trong bảy ngày. Qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ kháng người. Nếu đếm ăn lan trên da, thì phải định người là ô uế ấy là vít phun. Còn nếu đếm cầm cự một chỗ không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch vì là thẹo phỏng lửa khi nào một người nam hay nữ có vít trên đầu hoặc nơi râu thì thầy tế lễ kháng vít đó nếu vít hủng sâu hơn da có lông nhỏ vàng vàng thì thầy tế lễ phải định người ra ô uế ấy là tật đồng đanh tức là bệnh phung của đầu hay là của râu còn nếu khi thầy tế lễ kháng vít đồng đanh thấy vít không hủng sâu hơn da và không thấy có lông đen thì phải giam người có vít đồng đanh trong bảy ngày qua ngày thứ bảy thầy tế lễ kháng viết nếu đồng đanh không ăn lan ra không có lông vàng vàng và không hủng sâu hơn da thì người đó phải cạo gọt nhưng không nên cạo gọt chỗ vít đồng đanh rồi thầy tế lễ sẽ giam người một lần thứ nhì bảy ngày nữa đoạn ngày thứ bảy thầy tế lễ kháng cho nếu đồng đanh không ăn lan trên da không hủng sâu hơn da thì thầy tế lễ phải định người là tinh sạch kẻ bệnh phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã được định là tinh sạch, đồng đanh lại còn ăn lan trên da, thì Thầy Tế Lễ phải kháng cho. Nếu đồng đanh đã ăn lan trên da rồi, Thầy Tế Lễ không cần tìm thấy lông vàng vàng, người đã bị ô uế. Nhưng nếu đồng đanh xem bộ ngừng lại và đã lố mọc lông đen, đồng đanh đã lành, người đã được tinh sạch, và Thầy Tế Lễ phải định người là tinh sạch khi nào người nam hay nữ trên da thân mình có những đám trắng, thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu trên da thân người có những đám trắng xanh, ấy là một đám trắng lỡ trên da mà thôi, người vẫn tinh sạch. Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu, người vẫn tinh sạch. Nếu đầu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người sói tráng, người vẫn tinh sạch. Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vít trắng hồng, ấy là bệnh phun lỡ ra ở chỗ sói phía trước hay là phía sau. thầy tế lễ phải kháng cho. nếu nơi sưng của vít trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có màu trắng hồng giống như bệnh phun tại da của thân người, thì người này bị phun. thầy tế lễ sẽ định người là ô uế vít người ở nơi đầu. vả người đã bị vít phun rồi phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại và la rằng ô uế ô uế trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế phải ở một mình ngoài trại quân khi nào lên mốc trên quần áo như vít phun bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng vải gai trên canh hay trên chỉ bằng gai hoặc bằng lông chiên trên da hay là trên món nào bằng da nếu vít đó màu xanh xanh hay đỏ đỏ trên quần áo hoặc trên da trên canh hoặc trên chỉ hay là trên món nào bằng da thì phải coi như bệnh phun đem đến tỏ cho thầy tế lễ thầy tế lễ sẽ kháng cho và giam món có vít ấy trong bảy ngày qua ngày thứ bảy thầy tế lễ kháng vít lại nếu vít ăn lan trên quần áo trên canh hay chỉ trên da hay trên món chi bằng da thì phải coi như bệnh phun ăn luồng món đó bị ô uế vậy người phải đốt quần áo canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai hoặc các món chi làm bằng da ở trên nó mà đã bị vít vì là một bệnh phun ăn ruồng phải thiêu đi còn nếu thầy tế lễ kháng chẳng thấy vít đó ăn lan trên quần áo trên canh hay trên chỉ hoặc các món chi làm bằng da thì người hãy biểu họ đem giặt món có vít đó đi rồi giam nó một lần thứ nhì trong bảy ngày nữa khi giặt rồi thầy tế lễ sẽ kháng lại nếu vít đó không phai màu và cũng chẳng ăn lan ra, thì món đó là ô uế. ngươi hãy đem thiêu đi, vì là một thứ vít mốc ăn vào bề trái hay là bề mặt. còn nếu sau khi giặt rồi, thầy tế lễ thấy vít đã tái, thì phải gỡ nó khỏi quần áo, da, canh hay chỉ đi. nếu vít mốc còn ló lên lại trên quần áo, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da, thì phải coi như một vít phun và thiêu món có vít đó đi. Nhưng quần áo, canh hay chỉ hoặc món nào bằng da mà người đã giặt và vít đã lặn rồi, thì hãy đem giặt một lần thứ nhì nữa, đoạn sẽ được tinh sạch. Đó là luật lệ về vít lên mốc như phun trên quần áo bằng lông chiên hay bằng vải gai, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da, chiếu theo luật lệ đó mà phải định là tinh sạch hay là ô uế.